Phong, chìa khóa để giao quân đạt chỉ tiêu trên giao. Tiếp nối trang sử hào hùng của dân tộc, truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước. Những năm qua, các thanh niên của huyện Tuy Phong luôn hăng hái tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự với quyết tâm cao. Tỷ lệ giao quân huyện nhà năm sau luôn cao hơn năm trước, chất lượng giao quân cũng từng bước nâng lên. Có được những kết quả trên, ngoài sự lãnh chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, sự vào cuộc quyết liệt của ban chỉ huy quân sự huyện thì còn nhờ sự đồng lòng chung sức của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Bên cạnh đó, ban chỉ huy quân sự huyện cùng các xã thị trấn còn làm tốt công tác hậu phương quân đội. Những ngày cuối năm 2021, trong sắc trời đã sang xuân, 145 quân nhân huyện Tuy Phong sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự đã xuất ngũ về lại địa phương. Tại đây, các quân nhân được các đồng chí lãnh đạo huyện thăm hỏi động viên, đồng thời mong muốn các quân nhân sau 2 năm rèn rũa trong môi trường quân đội, khi xuất ngũ tiếp tục tinh thần của người lính Cụ Hồ, xông pha, hăng hái phát triển kinh tế, góp sức xây dựng cho quê hương ngày càng giàu đẹp. Ở cái môi trường quân ngũ thì nó dạy cho chúng ta nhiều thứ. Trong đó dạy về bản lĩnh, dạy về phong cách, về thái độ, cách ứng xử, đặc biệt là cái tinh thần, trách nhiệm của thanh niên trong cái môi trường, trong cái xã hội này. Bây giờ đã về địa phương rồi, thì hôm nay thì cũng không có cái gì nhiều bằng cái tấm lòng của các đồng chí lãnh đạo của địa phương, rồi cơ quan sự huyện, rồi các cái mặt trận đoàn thể. Cũng muốn là các em, các cháu bắt đầu từ hôm nay về với gia đình, về với xã hội, về với địa phương của mình, thì các đồng chí phải cố gắng hết sức tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện cái bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ. Mình đã trang bị 2 năm nay rồi, thì bây giờ tiếp tục mình giữ vững cái bản lĩnh của bộ đội Cụ Hồ. Việc thứ hai là cố gắng làm sao là tham gia, cống hiến, đóng góp cho quê hương của mình. Ở dù ở hoàn cảnh nào, ở lĩnh vực nào, ở điều kiện nào thì phải cố gắng hết sức. Cái thứ ba nữa là cùng với gia đình tiếp tục chăm lo cho gia đình, rồi lo cho xã hội, để làm sao để tiếp tục mình trở thành người thanh niên tốt, đóng góp một phần cho xã hội, đồng thời là cũng một trụ cột để làm kinh tế gia đình, để phụ giúp gia đình. 2 năm trước, khi mới lên đường, những gương mặt thanh niên còn bỡ ngỡ, thì nay, sau 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự trở về, các quân nhân đã rắn chắc hơn, trưởng thành hơn. Tại buổi gặp gỡ, các quân nhân được hướng dẫn, cung cấp các khóa dạy nghề theo luật định, như được hưởng các chế độ theo luật nghĩa vụ quân sự quy định, được chi trả các khoản tiền từ bảo hiểm, trợ cấp, xin việc làm trên 20 triệu đồng và được cấp thẻ học nghề miễn phí có giá trị bằng 12 tháng lương tối thiểu và được biên chế vào quân dự bị. Đặc biệt, trong đợt này, các quân nhân xuất ngũ được hỗ trợ tối đa nếu lựa chọn đi xuất khẩu lao động tại thị trường Nhật. Thì cũng xuất phát từ cái tâm của người lính. Bản thân tôi thì cũng nhập ngũ tháng 2, tháng 5 năm 79. Gia nhập cái tiểu đoàn tình nguyện Thượng Hải, đã qua Campuchia là 5 năm, năm 84 về. Từ xuất thân từ tấm lòng của người lính đó, cũng mong muốn rằng là những cái bộ đội, anh em là con em của mình xuất ngũ về là làm sao học được cái nghề, rồi là để có cơ hội tìm được việc làm, để nâng cao cái đời sống là của gia đình càng ngày càng nâng lên. Từ đó thì tôi mới là cứ hàng năm đi tìm hiểu là cái nghề nào mà dạy là có việc làm đối với là trong nước. Thì giả sử như là dạy cái nghề như là nghề may thì giải quyết việc làm liền ấy, thì để giải quyết là những anh em trình độ là lao động là phổ thông, còn có là có kiến thức cao hơn thì sẽ học các lớp là trung cấp và cao đẳng nghề, để nhằm là có cơ hội là kết tinh, là nhằm là kết tinh những cái kiến thức rộng hơn thì sẽ làm việc là được là tốt hơn và mức lương sẽ là cao hơn. Cũng trong buổi gặp gỡ này, qua trò chuyện với chúng tôi, các quân nhân cho biết mới bước vào môi trường quân ngũ sẽ có nhiều khó khăn, nhưng sau khi hòa nhập thì bản thân nhận thấy mình thật sự trưởng thành hơn rất nhiều cả về thể lực và ý chí.
Sau 2 năm trong môi trường quân ngũ thì qua được sự chỉ bảo và dạy dỗ của các anh và các chú thì em nhận ra thì mình có trưởng thành hơn và xác định được mình bản thân mình trong tương lai. Năm 2022, huyện Tuy Phong sẽ thực hiện giao 182 công dân theo chỉ tiêu trên giao, trong đó có 145 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 37 công dân thực hiện nghĩa vụ công an nhân dân. Đến thời điểm này, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã giao lệnh gọi công dân nhập ngũ, tham gia nghĩa vụ quân sự công an nhân dân các xã thị trấn để chuyển đến tay các công dân trúng tuyển. Vừa qua, lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện Tuy Phong đã thực hiện trao quà cho các công dân trúng tuyển nghĩa vụ năm 2022. Đoàn đã đến thăm hỏi, động viên trao quà cho em Phạm Thanh Huy ở xóm 3 xã Vĩnh Hảo. Qua trò chuyện, chúng tôi thật sự xúc động với trường hợp của em. Mẹ mất, anh của Huy là Phạm Thanh Phong, tham gia nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ đầu năm 2021 thì không may bị bệnh nặng mất. Nhưng hòa theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, khi được phát lệnh gọi công dân nhập ngũ, em đã hăng hái lên đường phục vụ Tổ quốc. Dạ, một phần là anh hai đi về là bị mất, trong lòng cũng rất là buồn. Cái đó là trách nhiệm của anh hai em. Anh hai em cũng đã hoàn thành tốt phần đó. Lần đầu tiên em được trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, cảm thấy rất là hồi hộp và trong lòng cũng rất là vui. Không biết cái hoàn cảnh trong đó nó ra sao, nên đây là trách nhiệm nghĩa vụ của em. Em phải hoàn thành và làm tốt nghĩa vụ của nó. Đến giờ phút này thì báo cáo các đồng chí luôn là về cái số lượng cái chỉ tiêu phát triển đảng viên và cử đảng viên chính thức nhập ngũ thì hiện nay là cao hơn những năm trước rất nhiều. Hiện nay là năm, thực lực là chúng ta là có 5. Trong đó là có 3 trình độ là cao đẳng và 2 trình độ là 12/12. Thì về phía thanh niên thì đối với thế hệ trẻ trong thời kỳ hiện nay thì phải hăng hái lên đường nhập ngũ, xác định được cái trách nhiệm của người cha anh đi trước và những cái thế hệ đi trước đã đổ biết bao xương máu xuống cống hiến để xây dựng một cái Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa như ngày hôm nay. Thì là đối với thanh niên của huyện nhà chúng ta, huyện Tuy Phong mang truyền thống là anh hùng, thì luôn tự hào với những thế hệ đi trước và tiếp tục hăng hái lên đường nhập ngũ trong năm 2022 và những năm tiếp theo, đảm bảo an toàn, tuyệt đối chất lượng và được đảng nhà nước quan tâm. Tham gia nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền hạn của mỗi công dân. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, công tác hậu phương quân đội được thực hiện đồng bộ từ huyện đến xã thị trấn, nên thanh niên huyện Tuy Phong luôn luôn hăng hái lên đường tham gia nghĩa vụ quân sự. Trên tất cả, tham gia nghĩa vụ quân sự chính là góp phần xây dựng nước nhà ngày một mạnh giàu, phát triển và bình yên.